Ê, Thanh Thiên Bạch Nhật, ông làm gì đấy? Tôi đang xem lại vết thương cho mẹ anh đấy. Ông Kiến, xem lại vết thương hay là sàm sỡ đấy? Cậu ăn nói cho cẩn thận. Thằng này cẩn thận lắm rồi, thế mà vẫn còn lọt được ông đấy. Già rồi nên nét tí đây. Mà bây giờ giá đất nó đang tăng đấy. Ông định vớ mẹ tôi để cuộm luôn cái nhà này gì? Đừng có mơ. Quang, không được hỗn. Cái gì? Tôi hỗn á? Này, mẹ không có tư cách nói câu đấy nhá. Mẹ chưa cho tôi được một đồng nào, thế mà định dâng cái nhà này cho ông này. Ra rồi, con giở cho mèo mỡ đó. Mày im ngay. Này, cậu còn động vào mẹ cậu một lần nữa, tôi sẽ báo công an bắt đấy. Báo đấy. Tôi cũng muốn báo ấy, là có một ông già đến sàm sỡ mẹ tôi đấy. Anh về đi.